Hải xin chào ông bà cô dì, chú bác và tất cả các bạn nhé, đã đến với kênh YouTube của Hải. Ngày hôm nay thì Hải có mặt tại một cái phiên chợ vô cùng là mộc mạc, giản dị, giữ được nét nguyên sơ ở trên miền núi vùng cao. Các bạn thân mến nhé, hôm nay thì Hải đang có mặt tại một cái phiên chợ là vô cùng là mộc mạc, giản dị, giữ được nét nguyên sơ ở trên miền núi vùng cao. Chợ này diễn ra vào cuối tuần, vào hôm thứ Bảy nhé các bạn nhé. Đó là chợ Vích Yên, thuộc xã Vích Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hải đang đứng ở ngoài đường và đang quan sát cái khung cảnh xung quanh buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây là có một con suối này các bạn này. Ở kia có đàn vịt này các bạn nhé. Đàn vịt nó đang đứng ở bờ suối. Đấy. Đấy, vịt bầu các bạn ạ. Ở Vĩnh Yên này hoặc ở Nghĩa Đô ấy các bạn, thì nổi tiếng là vịt bầu. Ở đây là có dòng suối này, ngày hôm qua nước nó to. Ruộng của bà con trồng lúa. Thôi bây giờ thì xin mời các bạn trải nghiệm và khám phá cùng với Hải trong buổi sáng ngày hôm nay, để xem chợ Vĩnh Yên, Bảo Yên ngày hôm nay thì có nhiều mặt hàng và có gì phong phú. Hải sẽ đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác nhé. Đồng bào ở đây chủ yếu là đồng bào người Tây và người Mông. Hiện tại bây giờ thì trời có vẻ như là đang mưa phùn các bạn. Chúng ta sẽ đi nhanh. Đây. Ở khu vực này hình như chị đợt trước đây nhỉ. Đây là cá chê phi, đợt trước là chị giới thiệu là cá chê phi. Đúng không chị? Chị bán theo con nào? Hôm nọ chị đợt trước là chị bảo bao nhiêu tiền con nhỉ? À, bán 5.000 một con. Đây là chê phi nhé các bạn nhé. Chị vớt cho em xin kiểu cảnh hôm nọ chị vớt đẹp lắm. Đây. Chị bán 5.000 một con to các bạn. Đây. Chê phi. Cái này sống dai mà chị nhỉ? Cái này sống dai. Nhìn thích lắm. Này, ủa ôi. Nhìn thích chưa? Đấy. Nhưng mà chị tuần nào chị cũng bán à? Đấy, chị bán chê phi ở chợ. Ông bà có gì chú bác nào có nhu cầu thì ở gần quanh đây thì là các bạn có thể đến đây mua. Cái này gọi là con giống nhỉ? Đây con giống của Vĩnh Yên. Đấy. Chị đứng ngay ở mé ngoài đường này. Chị có số Zalo không? Có ạ. Chị đọc cho em xin số này, nếu ai có nhu cầu chị người ta gọi chị nào. Nick của chị Nguyễn Kiều ạ. Nguyễn Kiều á? Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều á? Nguyễn Trèo tên ạ nhỉ. Nhưng mà có số Zalo không? Có ạ. Đọc cho em xin số để mọi người vào mua thì vào ấy. 0366 550 257. Đấy, ông bà có dù chú bác nào có nhu cầu mua cá chê phi giống thì hãy cá chấm có mè có tất ạ. Chuyên cá nhỉ. Đấy. Vâng, cả cá quả nữa. Đấy, chị bán rất là nhiều. Nhưng mà con chê phi này nó bé bé đẹp lắm các bạn. Và nó khỏe. Vâng. Vâng. Nhưng mà cá này nó khỏe hơn nhỉ? Vâng. Bán lẻ 5.000 một con nhá, rẻ nhỉ các bạn nhỉ. Còn đây là vịt. Ở Nghĩa Đô là thuộc nó kiểu có dòng vịt gì nổi tiếng nhỉ chị nhỉ? Vịt bầu à? Đúng là vịt bầu nổi tiếng. Nhưng mà đây có phải vịt bầu không ạ? Đây không ạ. À không phải vịt bầu nhỉ. Hình như con vịt bầu nó nhỏ nhỏ nhỉ. Vịt bầu nó nhỏ nhỏ, cổ nó ngắn. Cổ nó ngắn và người nó nhỏ. Nhưng mà vịt này mình bán bao tiền một cân ạ? 100.000 một cân. Vịt thả rong ấy nhỉ. Vâng. Vâng. Em cảm ơn chị nhé. Đấy. Vâng. Đấy, ông bà cô dì chú bác nào mà gần đây thì có nhu cầu mua cá thì hãy liên hệ với chị ấy qua số Zalo mình vừa xin chị ấy, để cho mọi người liên hệ cho nó dễ.
Bây giờ một buổi sáng ấy, nó rơi vào 7 giờ sáng các bạn. Chúng ta sẽ sang bên kia một tí xem là bà con bán nhiều không. Ngay ngoài cổng đây thì mình thấy là bán ngan gà vịt rất là nhiều, cả cá nữa. Đấy. Ở bên này bán này nữa này các bạn này. Ở bên này mình thấy là người ta bán một số con cún con, như con chó các bạn. Đây. Thì con vật nuôi rất là quen thuộc, gần gũi đối với từng gia đình ở trên vùng cao cũng như là ở xuôi. Nói chung là ai thích mua thì các bạn có thể là mua về nuôi. Đây này. Đấy. Mấy em chó này tay vảnh đẹp nhỉ. Chó này chó phổ thông thôi nhá các bạn nhá. Và chó này thì bình quân nó rơi vào 250-300. Đấy, nó cũng rẻ thôi. À, đây là có cả mèo này. Đây, người ta bán cả mèo ạ. Mèo. Đấy, mấy con mèo con. Mấy con mèo bắt chuột đấy các bạn. À, những con mèo này nó to to rồi. À, những con này thì thường thường là mình hay hỏi trên chợ là người ta bán với giá là 100-150. Đấy, con này to rồi, nếu con nhỏ thì 100 các bạn. Đây có con gì đây? À cũng con mèo ạ. Mèo con, mèo bắt chuột. Chắc là mình phải đi nhanh một tí, không tí nữa mưa không quay được. Ở đây là người ta bán những cái mẹt này. Đấy. Đây gọi là cái mẹt nhé các bạn nhé. Cái mẹt là bà con đan lấy từ những cái tre, cái nứa ở trên rừng đan thủ công bằng tay. Đấy. Đấy. Ngày xưa là hay lấy cái này để sảng, sảy thóc, sảy những cái hạt lép ấy, sảy cái bụi. Đây này, bên này cái rổ, rổ đi xúc cá được ấy nhờ các bạn nhỉ. Xúc ở cái suối vừa nãy là hợp lý đấy các bạn. Ở đây là người ta bán là cả cây gì đây? Cái này chắc chắn là cây thuốc rồi các bạn. Cái này khô rồi nhỉ. Cái này thuốc chữa bệnh gì đấy chị ơi? Bệnh ho à? À. Nhưng mà tên cây gì cô biết không ạ? Nó khô rồi mình không biết này. Cái này các cô bảo là chữa bệnh ho, bệnh đau cổ này, đấy, viêm họng này. Chắc là thái lát ra để phơi đun nước uống các bạn. Bao nhiêu tiền một bó chị? 25.000 này. Đấy, mà nằm mất ở đấy. Vâng. Còn đây chắc là khúc bổ máu đây đúng không? Đây là cây bổ máu. Cái này cũng khô rồi các bạn ạ. Vừa chặt à? À nó khô cái nhựa thôi, nó khô cái nhựa ở ngoài thôi. Khúc bổ máu ạ. Ở trên mình nó này khác một tí nhá. Cái nhựa nó khô này. Cái này này ví dụ như là sắc mặt các bạn kém ấy, nhợt nhạt ấy thì là các bạn có thể là mua cái này về để đun nước uống. Thuốc ho, cái này thuốc ho. Nhưng mà tên cây này là gì bà biết không ạ? Tên là nhiều năm. Nhiều à? À nhiều. Vâng. Nhiều nước. Vâng. Cái này đun nước uống à? Cái này đun nước uống. À vâng. Bà bán cái rổ to nhỉ? À, cái rổ. Cái này bà đan từ đan à? Từ đan thôi. Đan này lâu nữa bà nhỉ? Một ngày được hai cái này không ạ? Một ngày được hai cái nhỉ? Một cái này bao nhiêu tiền ạ? 100.000 một cái. Thì cố gắng đan ngày 3 cái là 300 nhỉ, để lấy công. Cái này xúc cá ấy bà nhỉ? Xúc cá. Ơ bà này đan cái úp mâm nhỉ, như kiểu cái lồng bàn luôn đúng không? Nhưng mà cái này bà đan cái cật ở bên trong nhỉ? Cái cật nó ở bên trong nhá. Thường thường là mình hay thấy cái cật nó ở ngoài nhưng mà. Và thường thường là cháu hay thấy cái cật người ta đan ở, người ta để bên ngoài ấy. Bà này làm cái cật ở bên trong. Vâng, làm cái này nó bền hơn đúng không? Vâng. Đấy, hình như là bác là người Tây nhỉ? Vâng, ở dưới này tăng người Tây nhỉ bà nhỉ? À, người Tây Vĩnh Yên. Vâng. Cháu là người dân tộc ở trên Bảo Thắng. Vâng. Đấy, trời hôm nay thì mưa các bạn nhé. Đấy, những cái mặt hàng thủ công. Cái đấy cũng 100 à bà? À, cái này gọi là cái mẹt nhỉ? Mẹt đấy. Vâng. Cái mẹt.
Vâng. Như thế này. Vâng đúng rồi. Ngày xưa là ngày xưa đến bây giờ là người ta cũng hay sàng thóc. Ôi, ở đây là bán cả ngọn đu đủ này các bạn này. Cái này là đu đủ đực nhá, mình thấy hoa này. Đu đủ đực là người ta hay xào với rau dớn này. Đây là rau dớn này các bạn này. Đây, rau dớn này. Đấy. Rau dớn là lon nhỉ các bạn nhỉ. Cái này nó hay mặc ở những cái bờ suối ấy. Ồ. Đây, đây là mướp đắng rừng à bà? Mướp đắng rừng nhỉ? Quả bé nhỉ? À, mướp đắng mình trồng đấy á. Nó giống quả mướp đắng rừng thật đấy. Bé. Đây, cái này chín rồi. Có quả chín rồi. Cái này là xào để ăn nhá. Xào để ăn hoặc là phơi khô đun nước uống được các bạn. Đấy, bên kia là người ta bán nhiều đồ nữa. Đây này, đây là những cái chai, những cái chai vàng mình không biết là chai gì. À tương à? Ô tương tương thường thường em thấy màu đen chứ. Tương chua à? À, tương chua. À. Bao tiền chai à? 10.000 chai. À 10.000 chai rẻ nhỉ. Cái này chấm ra muống à? Ra muống với chấm mà thịt trâu thịt bò. À. Cái này nó chua chua. Ờ. Thơm. Và 15.000. Tương. Thế nào mình nhìn thấy nó là lạ. Ở trên mình thì nó hơi thâm thâm một tí. Nhưng mà ở đây thì màu nó lại khác một tí. Nói chung là mỗi một nơi làm một kiểu khác nhau các bạn. Đây, dưa này, dưa người Mông. Ôi, quả dưa to chưa? Đây, quả dưa vàng này. Đấy. Quả dưa vàng to nhỉ? Cái cụ mình thử cân quả này cho các bạn xem nó rơi à. Ôi, gần một cân này các bạn này. Kinh không? Một quả dưa nó gần một cân. Quả này là vẫn chưa phải là to nhất đâu nhé các bạn nhé. Quả to nó phải gần 2 cân cơ. To nhất là 2 cân. Vâng. Cái này bán lẻ bao tiền cân à? 10.000. À, dưa. Ôi cô ấy nhiều dưa trên này các bạn này. Một sọt sẽ một sọt một hai sọt đấy, mỗi bên một sọt các bạn. Đấy, bên kia là bánh trái này, đấy, bánh mì, bánh khoai rồi bánh gối. Ở Bảo Yên này nổi tiếng là bánh mì Bảo Yên nhé các bạn nhé. Vịt bầu, bánh mì Bảo Yên. Đấy, một cái khung cảnh buổi sáng. Bà con đi chợ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong chợ để xem lần lượt nhé các bạn nhé. Đi trải nghiệm khám phá. Bên này người ta bán ngan gà vịt này, rất là nhiều. Bên này bác bán lưới này. Bác bán cả chai mật ong nữa. Cháu chào bác nhá. Lại gặp bác ở đây rồi. Lâu lâu không xuống. Bác bán trải lưới nhỉ. Nhà cháu này không ở gần sông cơ bác. Nhà cháu mà gần là sông chảy này cháu mua về ngay. Ở đây là bác ấy bán chài. Ví dụ như cái đấy là bao nhiêu tiền bác? Như cái này là 1.8 triệu. 1.8 triệu. À, cái to đắt tiền hơn nhỉ? Cái này nó dài hơn. À, và cái này đan lâu hơn. Vâng. Một cái này mấy tháng mới xong à? Phải đến 2 tháng thôi. Cái này 70 thêm, cái này 60 thêm. À, vâng. Ở đây là bác ấy làm bằng chì này các bạn này. Đấy, chì. Cái này 2 triệu này. Cái to, cái này nhỏ hơn. Cái này 1.8 triệu. Vâng. Đàn này kỳ công lắm ấy nhỉ? Vâng. Vâng. Đây, đấy. Cái to này cũng bán 1.8 triệu thôi. À, vâng, cái này to. Cái này quăng này nặng lắm ấy nhỉ? Vâng, 6 cân. 6 cân. Vâng. Bắt con cá được 6 cân à? Được chứ. Vâng. Thì theo người quăng có vâng. Phải 8 cân mới được. Vâng, đúng rồi. Đây, bác bán cả thì mật ong này. Vâng. Mật ong đá rừng à? Hay là mật ong nhà nuôi à? Không ạ. Cháu nó đi học ở, đi làm ở Thái Nguyên. À. Dân ở đấy người ta nuôi mà. Vâng, vâng. Đúng rồi. Mật ong màu thâm thâm. Vâng. Đây đất mình đây không nuôi, không nuôi vâng. Được đâu rồi. Vâng, vâng. Không có được đây rồi. Vâng, vâng. Đấy, ba cái bàn lưới. Lưới để gọi là lưới đánh cá ở sông ấy các bạn, quăng chài. Cái này gọi là chài bác nhỉ? Vâng. Cháu cảm ơn bác nhá. Cháu đi chợ chơi tí. Đấy, chợ phiên những cái mặt hàng của bà con tự làm đấy. Cái lưới này là bác ấy tự làm nhé các bạn nhé. Chứ không phải là bác ấy nhập từ nơi khác về bán đâu. Đây. Ở đây gà con giống này, nhiều chưa? Ở đây là cũng là con giống ạ.
ở trong đây có con ngan, con vịt. Chợ thì mùa này mình nghĩ là sắp sửa đông rồi, bởi vì là sắp đến học sinh đi học rồi. Đây này, bố mẹ đi đi sắm cặp mới sướng nha. Đây, chuẩn bị sắp vào khai giảng ấy, nên là bố mẹ đi sắm cặp sách quần áo. Đây này. Hôm nay mình thấy là phụ huynh đi sắm đồ cho con rất là nhiều, cặp sách này. Hình như bác đã đi chợ về rồi à? Ừ. Về sớm thế. Bác mua được cái gì rồi? Mua được đầu bò. À, cái đấy không dám quay rồi, đầu không dám quay nhiều. Và cho cảm ơn bác nhá. Bác đi mua được mua thức ăn về. Ở sau này này các bạn này, ở sau này chợ mới nhiều đồ, nhiều thảo dược. Đấy, khu vực này là người ta bán cặp sách này, cặp sách để cho học sinh. Bên này thì bán những cái lồi nhôm. Ôi, ở đằng trước chúng ta có cảm tưởng như là không có người, nhưng mà đằng sau cực kỳ là đông ạ. Đây, ở đây là người ta bán con giống nhiều chưa? Còn những con ngan, con vịt. À, ở đây là người ta bán cây thuốc giống như kiểu vừa nãy mình quay cho các bạn xem ấy. Cái này chữa bệnh ho, bệnh đường họng. Còn đây là khúc bổ máu, cũng giống như vừa nãy đấy các bạn. Mận này. Đấy, khu vực này người ta bán cá này. Ồ, cô bán nhiều cá chưa? Vâng. Ôi, con cá này thích chưa? Giống cá chim nhỉ? Cái này là cùng này à cô? Không, cái này là cá vì, cái này cá vì, cái này là cá rưng thôi. Con này là cá rưng? Vâng. Cá vì á? Cá viền á? Vâng. Ôi, giống cá chim nhỉ? Nhìn nó hình vuông vuông, tròn tròn. Nó bẹt bẹt. Vâng, bẹt bẹt. Ví dụ con này khoảng 3 tiền một cân ạ? Cái này là bán 90.000. 90.000, con này ở sông à cô? Vâng. Ồ, sông chảy nhỉ? Vâng, sông chảy. Các loại cá các bạn, đây, cô nhiều chưa? Đợt trước mình hỏi cô rồi, cái mồm con chéo chéo này gọi là mồm con gì nhỉ? Cái này là ngáo. Ngáo, ngáo nhỉ? Cá ngáo. Ngáo mồm rộng. Vâng. Còn con kia là, con giống cá giếc là cá rưng. Vâng, cái này là cá rưng. Cá giếc nó mày đỏ rồi. Còn con này à? Mồm thẳng à? Cá nhàng ạ? À. Đấy, có rất là nhiều loại cá tên khác nhau, nhưng mà nhìn sơ qua thì nó giống nhau quá. Kiểu mình không phải chuyên gia bắt cá nên không quen lắm, không nhớ tên lắm. Con giống được. Vâng. Bây giờ ở đây thì mình chỉ nhớ là cá mồm rộng là 1 này, cá rưng là 2 này, cá nhàng là 3 này. Đấy, ví dụ. Cái này là cá bóng hồi. Cá bóng hồi ạ? Ừ, cá bóng hồi. Vâng. Vâng. Chào cảm ơn cô nhé. Ôi, ở bên này có cá chê to chưa này các bạn ơi? Ôi, không biết cái cá chê người ta bắt ở đâu mà to, kinh khủng nhỉ? Nuôi à? Cá hồ à? Ao à? Hồ mấy ao gần giống nhau rồi các bạn. Nó cũng là một cái gọi là nước to. Ui, chê to nhỉ. Đây con này chắc là to nhất này các bạn này. Này, con này dài. Cân này là ở đây, cháu nó đi đưa con này là đây. Vâng, thôi không cần. Cái loại này tầm bao nhiêu tiền một cân nhỉ? 50.000. Cái này làm món gì được nhỉ? Mình cứ lướng à? À, hấp nhỉ. Đấy, cá chuối béo nhiều thịt các bạn. À, còn là cá chê chứ nhỉ? Cái chê nai này, chê phi. Bởi vì là ở ngoài kia là cô ấy bán con chê phi, chắc còn là con này con chê phi thôi các bạn. À, chê phi. Còn đây là có một em cá gì nhỉ? Cá chép. Đấy. Cá chép ạ. Chê tôm.
này cô còn đang cắt dâu tôm cho khách chỉ việc mua thôi. Cái này là tôm tươi nhé các bạn nhé, tôm tươi ngon nhé. Cái tôm nhỏ này ăn được mà, dâu cũng ăn được mà. Nhưng mà cắt này lâu nhỉ, ngồi cắt này hơi bị lâu. Đây, ở đây cô có cả cá chiên. Cái này cá chiên hay cá chê nhỉ? Cá quạ. Ôi, bên này nhiều lắm. Đây có cả cua này các bạn. Ôi, cá chép này, nhiều chưa? Chờ người ta bán nhiều gọi là hải sản trên núi. Ở đây có con cá chép hồng này, cá chép đỏ này. Ôi, ở đây là cá chê này. Đấy, cá chê phi này các bạn ơi, nhiều chưa? Đấy, thích nhỉ các bạn nhỉ? Những cá này nó béo, nó nhiều thịt ý. Ở đây là cá chấm này. Đấy, rất là nhiều. Một khu vực hàng cá các bạn. Đông lắm các bạn ơi. Nhiều nhỉ. Một dãy luôn. Người ta bán cá. Cá tươi. Tàng cá tươi đấy các bạn. Đấy, chợ phiên. Lúc đầu buổi sáng ở ngoài cổng ấy, mình tưởng là không có người, nhưng mà vào bên trong thì rất là ấn tượng, rất là phong phú. Đấy. Còn đây là khu vực hàng thịt, hàng rau. Ở đây là người ta bán rau gì đây? Rau bí á. Đấy. Người ta đang chọn rau rau bí. Rau bí này thì xào, luộc nhé. Mấy nghìn mà mớ cô? 5.000 à, rẻ nhỉ. Cái loại này xào mới luộc nhỉ, ngon. Đấy, ở đây là người ta bán cả măng này, măng lứa này các bạn này. Đấy, mùa măng lứa này nhiều chưa? Đây, măng lứa này. Mình thử cầm một cái cho các bạn xem nhé. Cái này là người ta luộc sẵn này các bạn. Cái này người ta bán chắc là 10.000 một cân đấy nhỉ? Mười mấy nghìn đấy, 12.000. À, 12.000 một cân đấy. Vâng. Đấy. Bác bán rất là chạy nhỉ? Chạy lắm. Chạy nhỉ? Sắp hết rồi, còn vài mớ thôi. Còn 2-3 mớ thôi. Rau ngon, vâng. Rau ngon người ta thích ấy. Vâng. Rau sạch. Rau sạch. Bây giờ là ưa chuộng là rau không phun, rau sạch. Rau chất lượng là bao giờ cũng bán chạy hàng đầu. Đấy, các cô đến thi nhau mua. Chúng ta đang có mặt tại chợ Vĩnh Yên, thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ở đây thì người ta bán ngọn hoa, ngọn đu đủ này các bạn ạ. Mua về xào, luộc, hoặc muối dưa, hoặc ngọn đu đủ muối. Có rất là nhiều cách sử dụng các bạn. Đây, ở đây có cả cà pháo này. Đây, cà pháo này các bạn này. Cà này chịu khó muối này, ăn ngon này. Cơm canh cà rau đay đấy. Mấy cái món sở trường của mình đấy các bạn. Mình rất là thích ăn cơm này, canh cà này, đấy, rau đay, rau mùng tơi, rau muống, xào. Đây đây, ở đây là người ta bán cả lụ hoa đu đủ được tươi này. Đấy. Một cái khung cảnh phía bên sau chợ rất là nhộn nhịp các bạn. Bà kia bán chạy thật đấy, bán phát hết rau rồi. Hết rồi. Bà bán hết rau rồi. Rau ngon bán chạy lắm. À. Làm sao để biết là rau ngon cô? Nhìn chị biết rồi đây này. Và nhìn là biết à. À. Và tốt nhỉ. Lon. Vừa lấy về thì nó mới ngon. Và nói chung là của nhà trồng được. Vâng, của nhà nó ngon. Mỗi cô làm 2 mớ là ủng hộ cho cô hết luôn. Vâng. Cô không mua à? À cô không mua này. À cô mua cả chám đấy. Chám 40.000 một cân hả cô? 20.000 một cân là 40.000. À đúng rồi, 20.000 chốt lên nửa cân đúng không ạ? Vâng. Về làm món gì đấy cô? Cái là
kho cá, kho thịt nhỉ? Và kho cá thì nó ngon hơn. Và cháu cảm ơn cô nhé. Và chợ hôm nay đông hết nhỉ. Và cháu chào cô. Và ấy ở trong này thì đông nước các bạn. Đây cô bán hết rồi, cô về nè. Về đây cô ơi, hết rồi. Bán chạy quá nhỉ. Đây, trong này đông nhờ các bạn nhé. Ở trong này là một dãy đây. Một dãy là khu vực bà con bán rau củ quả thảo dược. Hôm nay chúng ta sẽ xem có đồ thảo dược gì không nhé. Ở đây là hình như là người ta bán cả cái vỏ ăn trầu sẵn này. Một bó này khoảng bao nhiêu tiền cô? 50.000 à? Khô chưa? Cháu xem này. À, cái này nhẹ này, khô này các bạn ạ. Cái này về chỉ việc ăn thôi. Kết hợp với quả cau lá trầu vôi là xong. À, bán cả vôi luôn. Và vôi đá nhỉ? Cái mang về tôi nhỉ? Đấy. Cái vôi này ngày xưa người ta hay làm xây ấy các bạn. Ngày xưa mà chỉ có vôi với cát thôi, xây nhà đấy. Nhưng mà bây giờ thì có cả xi măng. Nói chung là vôi ăn trầu nhé các bạn nhé. Đây cái này vỏ khoai đi. Vâng. À, cô bán cả túi nhỏ cho ai mua ít đây. Đấy. Cái này 10.000 à? À 20.000. Đấy. Ông bà có gì chú bác nào ở miền xuôi miền Nam mà có hay ăn trầu thì hay liên hệ với Hải nhé. Ở đây là người ta bán nhiều lắm. Ví dụ bó khô này là 50.000 bán lẻ tại chợ. Đấy. Bác ấy bán cả quả chám luôn này, túi chám này. Chám để kho thịt. Chám xanh các bạn. 20.000 một túi. Chợ bán nhiều nhỉ. Đây, măng này các bạn này. Đấy, măng. Măng của cháu à? À bao nhiêu tiền bó? À 10.000 một bó à, đây này. Măng của cháu ấy bán này. Đây. Măng lứa nhá cả nhà nhá. Đấy, xin giới thiệu với ông bà cái gì chú bác, đây là măng lứa ở trên Tây Bắc. Và cái này là đặc sản nhé các bạn nhé. Cái này là người ta luộc rồi, 10.000 một mớ. À, ok, cảm ơn cháu nhé. Đây này, bên này bán cả rau này các bạn này. Đỗ này, nhiều lắm. Chợ rất là đông. Đấy, chúng ta sẽ đi lần lượt để chia sẻ cho các bạn. Ôi. Ở đây là cô có tảng đá gì mà to thế nhỉ? Đây. cháu xem tí bà nhá. Cái này để làm gì đấy bà? Để mài dao. À mài dao, cháu tưởng mang về ăn đi nhỉ. Đây là đá mài các bạn. Nó vuông như kiểu hòn gạch ấy nhỉ. À mài dao để đi phát đồi phát lương ấy. Một khúc này bao nhiêu tiền bà? À 50.000. Đây là đá mài nhá các bạn nhé. Cái này phải chọn đá, không phải đá nào cũng làm được đâu bà nhỉ? Nó tùy từng loại đá mới làm được. Vâng. Đấy. Đá nó phải tùy từng loại đá thì mới làm được đấy các bạn. Không phải đá nào cũng làm đá mài đâu. Khúc to này 50.000, chắc là khúc này 40.000. Cái này 20.000. Đây này. Đá. Chắc là cái này 100.000 đi nhỉ. Cái này to gấp đôi viên này các bạn. Chợ phiên bà con bán những cái mặt hàng rất là lạ ở trên chợ phiên Vĩnh Yên Bảo Yên các bạn. Ở đây là một dãy này, một dãy là bà con ngồi bán hàng này. Rau củ quả nhiều lắm. Mình sẽ đi lần lượt nhá. Cô bên này thì bán rau muống này. Đây, rau muống là rồi rau ngót các bạn. Bên này chị này bán thang long. À thang long ruột đỏ. 50.000 một cân à? À 15.000 cân. Đây, chị này bán thang long. Đây. Các bạn nhìn thấy ruột đỏ chưa? Đây. Loại này ăn ngon lắm. Cái này ở miền Bắc mình trồng ấy nhỉ. Quả nhỏ nhưng mà ăn nó ngọt. Cái này vẫn chưa to hẳn. À, to đã rồi. 15.000 một cân các bạn. Đây. Khu vực bà con bán nhiều đồ. Nói chung là những cái mặt hàng mà bà con kiếm được ở trên rừng hoặc là người ta trồng được. Nhiều lắm các bạn. Một dãy luôn.
Đấy, chợ hôm nay cũng khá là đông nhỉ các bạn nhỉ. Mình định chụp một bức ảnh nhưng mà khó quá nhỉ. Chụp một cái dãy dài đây. Đấy, dưa này. À, dưa người Mông ạ. Người ta gọi là dưa Mông. Dưa vùng cao. Ở đây là bà bán rau cải. Rau cải à, bà cho xem tí bà nhé. Ở đây là măng này. Măng mai nhỉ. Măng người ta bóc vỏ rồi. Củ trắng. Nhìn ngon thích nhỉ các bạn nhỉ. Cái này mua về luộc nấu măng chua. Đấy. Muối ớt. Và cái này của bác à? Bao tiền cân bác? 10.000 một cân. Cái này là măng mai hay măng gì à? Măng mai nhỉ. Ăn những cái củ này nó ngon này các bạn này. Đấy, cái này thì già hơn một tí. Cái này chỉ có xào ăn. Vâng. Cái này là muối ớt nữa nhỉ? Vâng, cái này muối ớt. Vâng, đúng rồi. Đấy, ba cái bán cả pháo các bạn này. Cà pháo. Vâng. Mẹ mùa hè cơm cà rau đay ngon rồi. Vâng. Đấy, bác ngồi bán hàng bên này này các bạn này. À, không biết là các bạn như thế nào nhưng mà đối với mình những cái cảnh bà con trên chợ phiên ấy, thì thấy rất là mộc mạc giản dị. Đấy, trao đổi đây là những cái cảnh sinh hoạt ở trên chợ phiên nhé các bạn nhé. Đây này các bạn này, một dãy luôn này các bạn này. Đấy, bà con ngồi bán hàng rất là đông. Đấy, ở đây thì đa số là đồng bào cộng đồng người Tây nhiều quá. Ở đây bác vót cái gì đây? Bà vót đũa à? À đâu đũa đâu hết rồi à? Vâng à, vâng vâng vâng. Đây bà đang vót đũa đây. Đũa tre. Hải có cái dây sạc tai xi này không? Không hết pin rồi à. Đây đũa. Một bó này bao nhiêu tiền bà? 30.000 nhỉ. 30.000 một bó này các bạn. Cái này bác nhuộm sơn vào nhỉ? Nhuộm vào bằng lá đấy. À, có nghĩa là nhuộm bằng lá cây các bạn. Chứ không phải thế thì ăn mới không có độc nhỉ? Vâng. Có nghĩa là cái này là người ta nhuộm. Nhuộm vào lá, từ cái lá làm xôi. Vâng. Luộc lên vào nhỉ? Cho vào luộc. Bà chịu khó quá, tranh thủ vừa bán hàng vừa vừa vót. Vâng. Đấy bà bán măng này. Măng mai các bạn. Những cái bắp măng mai rất là to. Một cái khung cảnh buổi sáng vô cùng là thú vị các bạn. Đây. Ôi cảnh đẹp. Ở đây các bạn ngồi một dãy nhìn nó đẹp chưa? Thích nhỉ? Đấy, một cái cảnh khung cảnh rất là dài các bạn. Vâng. 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 Tối nay sẽ có trên TV và cứ yên tâm. Ở đây là chị bán chám này. Chán này chín chưa chị? À, chín rồi à? Cái này về bán theo bát à? À bao nhiêu tiền bát này à? 15.000 một bát. Vâng, quả chín. À không phải chấm bây giờ. Cái này còn chấm. Vâng. Chấm tự nhiên. Cái này mua về kho thịt, kho cá. Đấy. Ngon nhỉ? Vâng. Ở bên này những cái đống rau thơm này. Đây. Rau thơm ạ. Nhiều đồ lắm các bạn. Rau củ quả rất là nhiều. Ở đây là toàn các bà, các chị, các cô, người Tây. Đấy. May nhỉ, có cái bậc này ngồi luôn nhỉ. Mọi người ngồi dài dài một dạc luôn. Không phải mang ghế các bạn. Đã. Bác mua khúc bổ máu à? À bác mua được khúc bổ máu này. Khúc này bao nhiêu tiền bác? 50 ạ. À và vâng. Ở trên cháu cũng có bổ máu đẹp là đẹp à? Cháu ở trên Bảo Thắng à? Vâng. Cái này đun nước uống hay là ngâm rượu bác? À đun nước uống à? Ngâm rượu được nhỉ? Vâng. Vâng.
Cái này bà mua đây à? À vâng vâng. Vâng, lúc nào có thì cháu mua. Đấy. Vâng. Vâng vâng. Cái bà ấy đang gạo mình mua đồ. Nhiều lắm quá. À, chào chào bà cô nhá. À, cô bán hết chưa? À, cứ thỉnh thoảng vài tuần cháu lại xuống đây chơi. Vâng, ở đây là cô. Cái này cái gì đấy cô? Cà đắng. À, cà đắng. Cái này sao nhỉ? À, lấu canh ạ. À, ăn giải nhiệt à? À, vâng. Ở đây mình chưa ăn cái này bao giờ. Bị sốt à? À vâng. Làm thuốc mà. À làm thuốc và vâng. Vâng. Ăn cơm hết là mấy bát luôn nhỉ? Đấy, các bác ở đây rất là nhiệt tình nhé các bạn nhé. Vâng, cháu đi chơi một tí. Vâng. À ở đây là bà này bán bánh chuối này. À, nhớ đợt trước hơn. Vâng. Lấy đi. Vâng. Tí cho quay về lấy. Đợt trước là cháu lấy của bà nhỉ? À đúng rồi. Tí cho quay về lấy. Cái này. Ok, cái này hôm nọ cháu chưa mua nhỉ? Hôm nọ là cháu mua cái này đúng không? À vâng. Tí về cháu mua này. Cái này bao tiền cái ạ? 5.000 đi. À 5.000 một cái. Bà bóc cho cháu xem rồi ạ. Cháu chưa biết. Cái này làm từ bánh gì đấy bà? Nghiền. Cũng là cũng ồ, ngon nhỉ, mùi ngon nhỉ. Vâng. Nhưng mà cái lá gì đấy ạ? Lá à. Nhưng mà vẫn ăn được cái lá này ạ? Lá quả vải. Vâng. Lá quả vải. Cái bánh, cái màu bánh trùng với màu lá nhìn nó khó. Ê, bà 5.000 một cái à? À. Bà để cho cháu mấy cái ra. Có chứ, cái này ngon phải mua chứ. Cái này chưa ăn bao giờ ấy. Vâng. Lấy cho đây, bà cho vào túi cho cháu. Đấy. Bánh gì nhỉ, quên mất rồi. Bánh mọc. Bánh mọc ạ. Người Tây gọi bánh mọc. Khó gọi nhỉ, không nhớ lắm. Bánh mọc. Vâng. Bánh mọc. Đây, mình sẽ ăn thử. Đợt trước mình ăn cái kia rồi nhé các bạn nhé. Cái kia thì bánh chuối rồi. Vâng. Đây, bà ơi, đây, à của chị à? À. À bán cho bà. Vâng. Ôi bà bán cả chám này. Chám ôi, vâng, nhiều nhỉ. Đấy. Nói cháu à. Không, em gửi đấy tí quay lại lấy. Em gửi đấy nhá, tí quay lại lấy. Chứ em không cầm được. Vâng, cháu gửi đấy nhá. Cho vào túi đi. Thôi không cho túi lăn lăng lắm. Thế là nhầm đấy. Không nhầm là được, cháu đến đây mua suốt mà. Vâng. Lần nào chúng đấy nhỉ. Vâng. Hôm nay cô đi chợ mua được gì chưa? Chẳng mua được gì, vừa về đâu rồi. Ôi, cô có cái kiềng này. Cái này bằng bạc ạ? À? Vâng. À. Mình chưa được đeo bao giờ. Con trai chưa được đeo. Thôi mình sẽ đi một vòng nữa nha các bạn nhé. Tí về mình sẽ ăn thử sau. Bởi vì là bây giờ đang cầm máy xong cầm một cái ô để chờ cho đỡ mưa ấy. Nên không có tay để cầm mà ăn. Vì kênh không có ai review ạ. Không có ai cầm hộ mình nên rất là khó. À cô bán cả đường mía này. Đường, cái này gọi là đường phên cô nhỉ? Đường phên. À ở đây cũng có cả trà sân mật hồng sâm này. Trà sân mật hồng sâm ở Sapa. Ở trên kênh của Hải thì cũng đang bán cái loại này nhá. Ông bà cô gì chú bác nào mua thì ủng hộ. Đấy. Trà sân mật hồng sâm. Cái này là pha như kiểu nước chè để uống ấy các bạn. Đấy. Uống cái này mát này à, để mình đọc tác dụng của nó cho các bạn xem nhé. Trà sân mật hồng sâm này. Thành phần dây sân mật, cỏ ngọt, hoa lát tiên, hoa bát tiên. Công dụng này, bổ thận này, bổ mát gan này, lợi mật này, chữa mất ngủ này,
nội tiết kém này, tiểu đường này, thải độc cơ thể này, giúp tiêu hóa tốt này, đấy, nói chung là tiêu mỡ này. Cái này thì uống rất là tốt nhé các bạn nhé. À, bên này cô cũng bán bánh với chuối này. Cái này chuối dã nhỉ cô nhỉ? Vâng, cái này chuối, bánh chuối. Vâng, bánh chuối như kiểu mình phơi. Lạc. Có nhân ạ? À? Có nhân lạc ấy. À, bánh chuối nhân lạc. À. Lạc, lạc sống ạ? À? Vâng. À, cô bán cả lạc sống. Đây, cả cái loại chưa bóc vỏ. Vâng. Chợ nhiều bánh nhỉ? Đấy, bên này cũng có bánh này. Nhiều lắm các bạn. À, ở đây là bán chỉ bán cả chậu hạt dổi luôn này. Hạt, xem để xem này. À loại này bao nhiêu tiền một lạng à? 30.000 một lạng. 30.000 một lạng. Đấy. Xem thơm nhá. Ui thơm nhỉ. Đấy, cái này phơi khô nhá các bạn nhé. Cái này là một trong những gia vị rất là nổi tiếng ở Tây Bắc mình ấy. Đấy, hạt dổi này, hoa hồi, mắc khén, thảo quả. Nhưng mà chị cứ mỗi hạt dổi đây. Nhưng mà thơm lắm các bạn. Vâng, em xem tí nữa. Tại vì nhà em cũng bán mà. Vâng. Vâng, đũa thì không bán nhưng mà Tết mới mua. Chị gà khéo lắm các bạn. Vâng. Cái này đũa dân tộc á? À, bao nhiêu tiền bó này ạ? À, 30.000 à. 10 đôi à? Cái này Tết bán được nhiều à. Không à, gần Tết mới mua, nhà vẫn còn mà. Chỉ cứ à. Rồi rồi, có sẽ có lúc thử à, chỉ cứ gạ mình đấy các bạn, ngại chết đấy. Đây. Đây, các bạn có thể là thấy một cái khung cảnh ở trên chợ vùng cao vô cùng là thú vị nhé. Đấy, bà con ngồi bán hàng một dãy luôn. À. Đây. Đây bên này có cái gì đây? À, bên này có bánh nhá. Bánh trái. À, đây là bánh mì Bảo Yên này các bạn. Em xem tí nhá. Đây. Cái này mấy tiền một cái à? Cái này 5.000. À 5.000 bánh mì nhỉ? À, 3T. Cái kia là bánh mì 3T. 10.000 à? Ô. À, cái kia là cái này thì 5.000, cái này là bánh mì 3T. Cái này nổi tiếng nhỉ? Bánh mì Bảo Yên là nổi tiếng ấy. Ở trên cháu là người ta hay đi cứ đi giao ai bánh mì Bảo Yên đây. Có mà. Thôi. Đây, cả xúc xích này các bạn ạ. Giá rồi các bạn. Rồi, tí em quay lại. Đấy, chợ phiên nhiều mặt hàng lắm các bạn ơi, đồ ăn nước uống rất là nhiều. Ở đây là có bà chủ xinh đẹp bán đây gọi là trà sữa. Trà sữa trân châu, các loại luôn các bạn. Đây. Ở đây có cả những con cá này. Dừa, đỗ. Đây. Trắng nha. Đủ các loại nhỉ? Nhiều. Cái này gọi là trà gì đấy? À, trà chanh leo đúng không? Phải không chị? À, cái này chanh leo à. Thì tí nữa trời là nắng ấy. Mà bây giờ nó cũng chưa nắng mà mọi người mua nhiều lắm. Chứng tỏ là bán ra rất là chạy các bạn. Bánh bao, bánh rán. Đấy, chợ nhiều đồ nhỉ các bạn nhỉ? Và ngày hôm nay thì mình thấy là ông bà bố mẹ đưa các cháu mình kênh Hải Bảo Thắng. Mình hôm nay mình thấy là ông bà cô dì chú bác đi đưa các cháu nhỏ đi sắm đồ ấy, và sắm giày dép rồi quần áo, cặp sách rất là nhiều. Đây, rất là nhiều những quán hàng bánh. Đây, bánh cuốn này. Chào chào cô nhá. Cô bán phở nhỉ? Đây này các bạn này. Phở sợi to, à bún sợi to. Và đây là bún rối loại nhỏ. À, phở.
Nhưng mà tiền bằng nhau hết nhỉ cô nhỉ? Tiền là như nhau 13.000 một cân. À, 13.000 một cân. Đây. Phở này. Đây là bún này. Nhiều nhỉ? Nhà cô chuyên làm bún nhiều nhé. Cô chuyên làm bún. Vâng, đi giao đúng không nhỉ? Vâng. Không, cho hỏi cô đợt trước cho biết rồi. Đợt trước đây lại hỏi tiếp à? Và hỏi xem là cô bán chạy không? Bình thường thôi. Và anh này cũng mua bún này, mua về ăn các bạn. Các bạn có thể là mua về để dùng. À, kênh Hải Bảo Thắng. Hải Bảo Thắng à? Vâng. Đợt trước có cô quay cô rồi mà. Yeah. Vâng. Cô có thấy đâu. Chắc là cô không để ý. Cô mải bán hàng quá. Vâng. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Cứ vào kênh Hải Bảo Thắng là có nhá. Vâng. Cho cảm ơn cô nhá. Ôi, cái này gọi là dạ dày hay là dạ sách nhỉ các bác nhỉ? Dạ dày nhỉ? Ôi, cái về uống rượu nó dai dai, hết ý rồi. Cái này xào với khế nhỉ bác nhỉ? Khế chua chua. Cái này nồi lẩu đấy anh này. Về luôn, về khỏe cực luôn đây, không phải nghĩ. Khỏe luôn. Vừa có cả anh này. Anh mà ăn bánh bò ngon mới đâu. Trời như trâu trọi luôn anh này. Ý, chà. Hai quả lung liềng. Vâng. Cái này quả trâu chứ bác? Trâu nhỉ? Vâng. Vâng. Đầu thì không dám quay rồi. Ôi thì trâu nhìn ngon chưa này các bạn ơi. Đây. Đây. Đấy thì trâu nhìn nó cái thịt của nó đậm nhỉ. Đấy, đỏ luôn. Này. Dãy hàng thịt. Hello, người đẹp. Xin chào chị. Chị bán được hết chưa? Ồ, sắp hết à? Sắp hết rồi. À. Ôi, thì nó đen nhỉ? Cái này ba chỉ à? Đây là gần, đúng rồi, hốc vai gần ba chỉ. Gần chỗ vai, vâng, ngon nhỉ? Bây giờ là phải ăn những cái này nó luộc lên. Vâng, nó có ít mỡ, nó ngậy. Lồng đen nha các bạn nha. Và chị bán này sắp hết rồi, cảm ơn chị nhé. Và có hết rồi in. Vâng, có hết rồi. Và đây bên này cũng nhiều này các bạn này. Và cái này ba chỉ bao nhiêu kìa một cân chị? 101 một cân nhỉ. Và cảm ơn chị nhé. Khu vực bán thịt. Còn đây là thịt. Rồi bên này là người ta có thịt gì đây? Đây. Thịt trâu à? Xương trâu, thịt trâu nhiều. Nói chung là chợ là khá là đông nha các bạn nhé. Bà con đi chợ nhiều. Bây giờ thì Hải sẽ dẫn cả nhà sang cái khu vực bà con bán lợn nhé. Ở đây có cái đầu bò mình phải lé nó ra, không sợ quay dính vào là rất là nguy hiểm ạ. Dính vào nguyên tắc cộng đồng YouTube. Đây, chúng ta sẽ sang khu vực mé bên này vậy. Ở đây cũng có quán ăn này các bạn này. Đây. Nhưng mà ở đây có mấy quán này, một quán này. Đấy. Ở đây đa số là phở trắng ấy. Cái phở lúc vừa mình quay cho các bạn ấy. Đấy, đây này. Đấy. Tí nữa mình sẽ vào ăn sau các bạn. Quán phở. Nhưng mà tí nữa mình sẽ vào. Mình đi ra quay cái khu vực này chia sẻ cho các bạn đã. Rồi chúng ta sẽ vào sau nhé. Ôi, chỗ này chật nhé. Cái khu vực bà con bán quần áo. Siêu thị mặt đất các bạn, rất là nhiều. Đây, cái khu vực tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đó là khu vực
người ta bán lợn. Đây con lá à, quế. Quế Bảo Yên nổi tiếng mà, đây. Và mùa này là trồng hợp lý rồi anh nhỉ, anh nhỉ? Nhưng mà nó có ngọn non đâu. Nó không có ngọn non là được. Ừ, chứ có ngọn non. Bây giờ nó thời tiết này thì sợ gì. À mùa này mùa mưa nữa, đúng rồi. Mùa này mùa mưa nó cũng dễ sống. Quế Bảo Yên, bánh mì Bảo Yên, vịt Nghĩa Đô. Đấy, rất là nổi tiếng. Quế Yên Bái. Ôi, ở bên này là người ta bán lợn này các bạn này. À, lợn trắng này, lợn đen này. Đấy, khu vực bà con bán lợn. Đấy. Đấy, lợn nhiều, đây này mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn một tí. Đấy, lợn giống nha các bạn nhé. À, những cái con rơi vào tầm chắc là yến, trên dưới một yến một tí. Ví dụ tầm này khoảng bao tiền một con cô? Triệu 1, triệu 2. À, lợn đen nhỉ. Đấy, bên này này. Đấy. Đây, cái con này đang ăn cỏ. Này. Ở đây thì cũng có bác đang mua lợn. Nhà đào lợn to này chưa nhỉ? Mua lợn giờ phải có bảo hành. Lợn giống ạ. Ở nhà bạn mình có con lợn nó đẻ rồi, nó to lắm các bạn, nó nằm gần hết một cái chuồng. Nó nặng gần hơn 2 tạ rưỡi, sợ thật. Như chị đang đi mua lợn về nuôi à chị? Mình mua về nuôi à? À. Nuôi về nuôi một cặp, mua một con thì không bỏ ấy. Đấy, cặp này là vừa đẹp này. Nó nhỏ nhỏ hay. À, cái này hai con này cùng một đàn này. Nó vừa tai. Kiểu nó tranh nhau ăn nó mới nhanh lớn. Hay nhỉ, nhìn nó hay nhỉ. Nhà mình chả có chuồng thì chán. Ai lúc nào mà mua thì sang nhà tôi bán cho cứ khoảng 20-30 con vậy cơ mà. Quan trọng là không có trang trại các bạn. Mình rất là thích nuôi những con động vật, con gà, rồi con dê, con thỏ. Đấy, con chó, nhưng mà nhà không có đất các bạn, nên rất là khó. Cái loại này là cứ nuôi tầm 20 con xong thả ra cho nó ăn nhỉ. Đấy, nhìn nó thích ấy. Nhà cô đang bán là 800.000 một con nhé các bạn nhé. 28-16. Ví dụ như là mua 2 con thì để 1,5 triệu được. Lợn đen nhỉ các bạn nhé, lợn bản. Ở trên mình thì bà con hay bán lợn đen lắm các bạn. Đấy, một cái khu vực buổi sáng bà con bán lợn. Khu vực hàng bánh.
đây có món gì đây? Mình thì thấy là lạ. Ở đây là người ta bán quả con ếch này. Ếch phơi khô. Ớt người ta kiểu người ta tẩm ớt vào, tẩm muối ớt vào. Con ếch các bạn. Hay nhỉ. Đấy. Ở đây là có cả con đuông này các bạn này. Con đuông người ta cũng cho vào đây để hút chân không và cho tủ lạnh. Còn đây là con gì đây? À trứng kiến à bà? À trứng kiến này, đấy. À, cái này về xào lăn xào ớt các bạn ăn ngon. Còn cái món này làm gì được nhỉ? Khô này thì làm gì món gì? À lướng qua là ăn hả? Và ở đây này con này đấy. Còn bên này thì đu đủ chợ phiên. Nói chung là chợ Vĩnh Yên Bảo Yên này thì mình thấy là bà con đi chợ khá là đông và cũng rất là nhiều các mặt hàng, đặc biệt là những cái mặt hàng của bà con trồng được hoặc là kiếm được ở trên rừng mang ra chợ phiên để bán. Ở đây này, ở đây có lá quế, có cây quế này, cây giống các bạn, cây giống là người ta cũng mang đi bán. Nếu mà chính thức nhất là quế nổi tiếng là quế Yên Bái các bạn, quế Yên Bái là nổi tiếng. Đây này, ở đây là người ta bán dưa này, 10.000 một cân, sọt dưa, xe dưa. Vâng. Ồ, hình như là gặp bác ở trên chợ Bắc Hà nhỉ? Vâng. Thế là thấy cân quen. Đây. Úi, dưa này các bạn ạ. Chính tỏ nhà các bác ấy trồng được rất là nhiều. Cái này trồng ở bờ rào hoặc là... trồng những, ở trên nương. Những cái tả ly hoặc là xen kẽ vườn ngô nhỉ? Nương ngô đấy. Vâng, nương ngô. Vừa trồng được ngô đấy, xong lại vừa trồng được cả dưa nữa. Vừa được dưa. Lại cả bí nữa chứ. Bí nhiều nữa. Loại. Cái này có phải phun không bác? Không phải phun. Không phải phun đâu, bởi vì là trồng ra nương ngô nó không được. Cái này là nó tốt nhỉ? Ướp mà hay là xay khô anh kia chọn thằng quả to kìa. Đấy. Quả to ăn cho nó mát. Cái này để tủ lạnh các bạn. À 400 một cân. Một cái khung cảnh vô cùng là thú vị các bạn. Chợ phiên vùng cao. Ở đấy là khu vực đằng sau chợ các bạn. Còn đằng trước chợ thì như thế nào nhỉ? Ở đằng trước chợ thì chủ yếu mình thấy là người ta bán quần áo. Ở trong này bán quần áo rất là nhiều. Bên này thì dép, túi cặp sách học sinh. Đây, cặp sách học sinh nhiều chưa? Xanh tuya. Sắp sửa đến mùa các cháu đi khai giảng, đi học rồi. Nên là người ta bày bán rất là nhiều. Đây là khu vực đằng trước đây các bạn này. Chủ yếu là khu vực đằng trước người ta để xe ấy. Còn buôn bán ở phía đằng sau. Bên này người ta đang bán dép này. Đấy. Ngày hôm nay thì mình thấy là bố mẹ đưa các cháu đi chợ chơi đông, đi sắm sửa, mua giày dép. Các chìa khóa, chúng tôi nhận cắt tất cả các loại chìa khóa.
nhất là ông cắt chìa khóa đây. Vừa đấy. À, vừa nãy mình đi một vòng quanh chợ rồi các bạn, để chia sẻ cho các bạn rồi. Đấy, các bạn có cảm nhận về chợ Vĩnh Yên như thế nào thì các bạn có thể cho mình xin một comment nhé, một chia sẻ. Đấy, đây là khung cảnh phía ngoài đường các bạn. Đấy, lúc sáng mình đi đi lối này này các bạn này. Đấy, đi lối này tới chợ. Đây, một cái khung cảnh chợ phiên miền núi vùng cao. Nhưng mà họp ở ngoài, ở đằng sau chợ cũng rất là tốt các bạn. Bởi vì ở đằng trước này thì thường thường là đường trục chính ấy, nên ô tô, xe máy đi lại rất là nhiều. Nên là mình nghĩ là họp ở phía đằng sau cũng khá là hợp lý. Tết hoặc là rằm tháng 7 hoặc là rằm tháng 8 ấy, thì rất là đông. Mà cũng sắp đến rồi các bạn. Ở đây là mình thấy là người ta bán cả gà tre, đấy, gà tre, con chim. À, chà mào bông à? Ở đây có đôi chà mào bông này. Bao nhiêu tiền cặp này anh? 50.000 một con. Nếu mà chà mào mũ là đắt đấy nhỉ? Bây giờ là kiểu người ta ưa chuộng là chà mào mũ. Bán cả gà tre nữa, nhưng mà mình thôi mình không dám quay gần, bởi vì người ta buộc cái dây nên là mình không dám quay gần các bạn. Chợ phiên Vĩnh Yên thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai buổi sáng ngày hôm nay nhé. Mình đã chia sẻ toàn bộ cho ông bà cô dì chú bác hết rồi. Có lẽ là video của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Đấy, hẹn mọi người vào video sau.